Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni và các quý Phật tử. Đoàn chúng ta đang có mặt ở tại cổng vào của Đại học Nalanda. Nalanda là trường đại học đầu tiên của thế giới, được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 Tây lịch. Và vào giai đoạn đó thì nó là nơi mà nền tri thức về triết học, tôn giáo và Phật học đó được truyền bá rất là rộng rãi, bên cạnh các môn khoa học, logic học, ngôn ngữ học và văn phạm học đó, được giảng dạy tại đây. Nalanda có nghĩa đen đó là nơi cung cấp hoa sen. Nalam là hoa sen, Đà đó là nơi cung cấp. Nalanda đó tức là nơi cung cấp trí tuệ, nguồn tri thức cấp cao về tôn giáo và triết học ở tại đất nước Ấn Độ vào thời kỳ cổ đại. Vì là ngôi trường đại học đầu tiên trên thế giới, Đại học Nalanda có một vai trò và vị trí tri thức rất lớn, đó là đào tạo nguồn tri thức cho thế giới. Và trong số đó đó có rất nhiều các bậc Bồ Tát, các cao tăng ở tại Ấn Độ, Trung Quốc và nhiều nước khác đã đến đây học và trở thành là những bậc rương cột của Phật pháp sau khi tốt nghiệp và ra trường. Vào thời mà Nalanda được xây dựng đó, thì để được vào học đó, thì tất cả các sinh viên là hoàn toàn miễn phí. Chỉ có một điều là sinh viên nó phải thi khảo hạch miệng đậu. Và ở mỗi cổng ra vào có tất cả là 4 cổng thì đều có các vị Pandit, tức là những giáo sư hàng đầu về các lĩnh vực triết học, tôn giáo và Phật học sẽ phỏng vấn. Và sinh viên nào đó đậu được cái phỏng vấn đó đó thì vào trong học Nalanda là học hoàn toàn miễn phí, từ ký túc xá cho đến việc ăn, việc tu học, sinh hoạt, rồi chăm sóc sức khỏe và các nhu yếu phẩm thường ngày. Trong khu vực Nalanda đó thì chúng ta thấy là nó có hai loại ký túc xá. Một loại đó, một phòng đó là 2 người dành cho các sinh viên mới vào năm 1, năm 2. Và một phòng đó là chỉ có 1 người dành cho sinh viên đó là năm 3, năm 4. Sau khi trải nghiệm được cái sinh hoạt tâm linh ở trong chùa rồi đó thì bắt đầu là họ sẽ ở riêng để dành thời gian cho thực tập thiền, thực tập Phật pháp cao hơn. Thế kỷ thứ 5 thì Nalanda muốn được vào đó thì người vào phải là người rất là giỏi, thi đậu. Còn thời ngày nay đó, để vào được Nalanda đó chúng ta không phải vất vả như thế, chỉ cần tốn 100 rupee thôi, đó là vé ra vào. Rồi bây giờ mời chư Tôn Đức và các vị Phật tử bước vào bên trong. Cái bệ bằng xi măng đó, đó là cái phần làm thêm thôi, để cho cái cấu trúc này nó không bị sạt lở xuống, vì nó bị Hồi giáo tàn phá vào thế kỷ thứ 12 Tây lịch. Chứ còn cái hình thù của cái cổng chính đọc ra là như thế nào thì chúng ta không biết, vì đã bị tàn phá rồi. Mà có như thế là 4 cổng. Theo mô tả của Ngài Huyền Trang trong Đại Đường Tây Phước Ký đó, thì đọc ra Lăng Đà đó là rộng 5 cây số, dài 16 cây số. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện nay đó thì khai quật được là 1 cây số chiều rộng và 1 cây số rưỡi chiều dài thôi. Và dĩ nhiên là nó còn nhiều cái công trình khác bị hư hao trong quá trình tàn phá của Hồi giáo. Đây là cái phần các cái lớp di chỉ khảo cổ của Đọc Nalanda. Di chỉ khảo cổ Đọc Nalanda thì nó gồm có 3. Thứ nhất đó là thế kỷ thứ 5 Tây lịch. Thứ hai đó là thế kỷ thứ 7 Tây lịch. Thứ ba đó là thế kỷ thứ 9 Tây lịch. Thì thường ngày xưa đó, các cái lò gạch này người ta xây đó, mỗi khi mà trùng tu lại đó thì cái nền gạch cũ ta để bên dưới, ta trồng cái nền gạch mới lên, lớn lớn chút, nhỏ quá. Ta để cái nền gạch mới lên, rồi sau đó để thêm nền gạch mới lên nữa. Thì tại cái bức tường này chúng ta thấy bên dưới hết là thế kỷ thứ 5 Tây lịch, chính giữa là thế kỷ thứ 7, trên hết là thế kỷ thứ 9. Đó là 3 lớp di chỉ khảo cổ
cho thấy là có ba giai đoạn trùng tu mà các vị vua tại Ấn Độ thời đại đó là những người bảo trợ cho trường học Đa Nang Đà để đào tạo tăng tài và đào tạo tri thức cho nhân loại. Còn phía vực, khu vực này đó là cái khu vực là học đường, thì mỗi một cái học đường á nó có một cái diện tích đó là khoảng 100 mấy chục mét vuông, có khi là 200 mét vuông, có cái bục giảng, rồi bên dưới đó thì nó có một cái giếng nước để sinh viên ở khu vực nào thì uống nước ở cái khu vực đó. Rồi dọc theo cái nhà giảng á thì có những cái phòng ở, mỗi phòng ở thì có 2 sinh viên. Như vậy là diện tích của phòng ở đó là nó dầu nó nhỏ nên nó bọc theo hình chữ U so với cái giảng đường. Và bằng cái cách thiết kế đó đó là Đại học Đa Nang Đà đó vào thời điểm đó là đào tạo được 10.000 sinh viên và có 2.000 giáo sư. Về tỷ lệ tri thức á, giữa giáo sư và sinh viên là rất là chuẩn, ngay cả bây giờ đó các đại học nổi tiếng trên thế giới người ta cũng chưa làm được như thế. Thế là ngày xưa đó là giờ bảo trợ của nhà vua, cái công trình đó là làm rất ấn tượng. Bây giờ chúng ta hãy đi vào tiếp tục để xem những cái lớp gạch, đây là gạch còn nguyên vẹn nha quý vị, gạch nguyên vẹn từ thế kỷ thứ 5. Quý vị hãy tiếp tục đi đường dẫn vào bên trong á, thì chúng ta thấy là có nhiều cái gạch rất là đẹp. Bây giờ quý vị hãy nhìn thấy đây, đây từ ở dưới chân lên đến khu vực này đó, đó là gạch nguyên thủy của thế kỷ thứ 5 Tây lịch. Ở bên trên đó là thế kỷ thứ 7, trên nữa là thế kỷ thứ 9. Như vậy thì giờ chúng ta thấy là gạch này nó đã tồn tại 15 thế kỷ rồi. Và nếu để ý chúng ta thấy là gì, nó có những cái lỗ nhỏ nhỏ. Mục đích để làm như thế đó là để nó tạo cái sự thoát nước á. Như vậy là khi mà mưa đó, đó là nó sẽ được chảy ở chỗ này và nó không tạo thành là rêu. Đang khi bây giờ chúng ta thấy ngói bây giờ làm á ha, sau thời gian 3 mùa mưa, 4 mùa mưa là bị rêu rồi. Còn đây là 15 thế kỷ mà không bị rêu đóng. Đó là cái công thức người ta làm rất là tiến bộ, mà bây giờ á ngay cả thời đại này chúng ta chưa có theo kịp. Còn cách nào để làm được như thế thì chúng ta gần như bị bí truyền ha. Namaste. Namaste. Mời đoàn chúng ta lại tiếp tục đi vào bên trong ha. Đó, chúng ta thấy là Đại học Đa Nang Đà đó là đã gồm có đến mấy tầng, nhưng mà bị Hồi giáo tàn phá hết rồi vào thế kỷ thứ 12. Thế còn nếu mà nhìn thấy cái nguyên thủy của nó thì chúng ta sẽ thấy được cái độ quy mô và hoành tráng của công trình này. Bây giờ chúng ta hãy quay mặt lại để nhìn thấy một cái cấu trúc cái bờ tường của Đại học Đa Nang Đà rất là ấn tượng. Và nó cũng có ba lớp di chỉ khảo cổ: thế kỷ thứ 5, thế kỷ thứ 7 và thế kỷ thứ 9. Thế nên nằm bên dưới là những cái thế kỷ thứ 5. Rồi mời tất cả chúng ta là tiếp tục đi. Đây là cái công trình rất là đặc biệt về giáo dục nguồn tri thức. Các môn học được giảng dạy đó được gọi là ngũ minh, bao gồm logic học, rồi khoa học, ngôn ngữ học, triết học và nhiều môn học khác. Vào thời đại như thế mà các môn học được dạy đa khoa như thế này, đó là một cái hiện tượng rất là đặc biệt và rất là lạ. Bây giờ thì mời tất cả chúng ta vào cái khu vực của dãy học đường ha. Kính thưa chư tôn đức và các quý Phật tử, đây là một cái biểu mẫu về khu vực dãy học đường. Nó gồm có tất cả là 12 dãy như thế này ha. Thì đường vào một cái dãy học đường á, chúng ta thấy là bên trái bên phải đó có cái bệ thờ Phật. Và ngày xưa đó ta đặt tượng Phật ở riêng cái bệ thờ này để tăng đoàn và sinh viên đó từ trong ký túc xá bước ra bên ngoài đó, trước khi lên lớp học thì dừng lại ở ngay cái bệ thờ Phật xá chào Bu Năm Saranam Gacchami, Sangam Saranam Gacchami, rồi Thăm Mâm Sangam Gacchami, kính lời Phật, kính lời Pháp, kính lời Tăng, con quay về nương tựa, rồi sau đó mới lên lớp học
và tương tự đi ra đi vào đều làm cái thủ tục và tâm linh đó. Ở ngay vị trí của anh mặc áo áo sọc trắng đó, có cái đó anh Tướng rất là đẹp trai đó, cao rất đẹp trai đó. Thế vì thấy là ngay trên cái mũi của anh á, cái mũi nón của anh á, thì chúng ta thấy là những cái viên gạch nó màu đen xám không? Đó là gạch bị Hồi giáo ta đốt á, đốt cho nên là nó bị cháy. Đó là gạch nguyên thủy nha, là có 15 thế kỷ rồi. Còn bên dưới đó là có những viên gạch nó còn nguyên ha, màu sắc nó màu đỏ. Còn cái bị cháy thì nó ngã ra màu nâu, màu đen, màu xám, vân vân. Thì như vậy là sự tàn phá của Hồi giáo đã làm cho Đại học Đăng Lăng Đà này trở thành là phế tích thôi, trở thành phế tích. Nhưng mà dù là phế tích đó, chúng ta vẫn có thể khắc họa được một cái bức tranh bao quát về cái mô hình đại học của Phật giáo đầu tiên trên thế giới ha, và từ cái thứ năm. Và bây giờ thì chúng ta hãy vào bên trong này để thấy cái hệ thống thiết kế của bên trong Đại học Đăng Lăng Đà. Những phế tích còn lại đó, chúng ta cũng đã nhìn thấy được những cái sự kỳ công của nó. Còn nếu mà nó còn nguyên vẹn, chúng ta tin chắc rằng là nó còn sẽ vĩ đại hơn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta hãy cùng mà đi vào nha. Đây là gạch nguyên thủy hết quý vị. Còn những cái bệ mà xi măng á, là người ta dán thêm vào để cho nó khỏi bị sạt lở thôi. Những cái bệ cấu trúc xi măng á, gắn thêm để cho nó khỏi sạt lở. Còn đây nó là nguyên dạng hết. Đây là hệ thống nhà tắm ở trong Đa Lăng Đà quý vị. Nó là phòng tiêu biểu. Phòng nhà tắm thì nó có diện tích là khoảng chừng 8 cho đến 9 mét vuông thôi, không? Cũng rất là gọn. Thì bên dưới nó có cái hệ thống thoát nước. Bây giờ ta làm thêm cái cấu trúc xi măng á để cho nó khỏi bị sạt lở thôi. Chứ còn cái này ta dựa vào cái nguyên dạng và hệ thống này là hệ thống thoát nước ở trong nội bộ Đa Lăng Đà. Xi măng là ta mới làm thêm ha để giữ gìn đó. Tương tự đây là một cái phòng tắm khác quý vị. Cái bức tường của phòng tắm là nó gần đến 2 mét lận. Mục đích là gì? Để cho nó mát vào cái mùa nóng và nó ấm vào mùa lạnh. Đó là cái cách tạo ra cái hệ thống AC tự nhiên á. Như vậy quý vị, tôi hỏi quý vị chứ thấy có nhà tắm không, còn nhà vệ sinh ở đâu? Thì câu trả lời là gì? Thời đó là không có vệ sinh ở trong nhà. Tất cả vệ sinh là phải ngồi ngoài trời thôi. Ngồi trời ta, giống như hôm nay chúng ta đi khách sạn ngàn sao vậy đó. Đó là văn hóa của Ấn Độ cổ xưa và vẫn còn ảnh hưởng đến những cái khu vực nông thôn ngày nay. Đại học Đăng Đà nổi tiếng như thế, tiến bộ như thế, nhưng mà trên thực tế đó chỉ có sinh viên nam thôi, chứ còn người nữ và ni thì không được học. Thì đó là những cái giới hạn mà vào cái giai đoạn từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 12 đó tại Ấn Độ. Nó bị rơi vào cái tình trạng như thế. Thì bây giờ chúng ta lại đi vào những cái phòng khác ha. Đây là những cái phòng ở dành cho những vị lớn, bao gồm là các vị giảng viên và những vị có vai trò ở trong tu viện Đăng Lăng Đà. Thì mỗi một phòng thế này đó chỉ dành cho một vị ở thôi, và hoàn toàn là không có giường, ngủ dưới đất ha quý vị, không có giường. Chúng ta thấy đi. Thì trong mỗi một phòng á, chúng ta thấy nó có một cái hộc ở góc góc, nhưng cho đó là để gì? Để cái một vài quyển sách, rồi để đèn cày, để mà nhìn thấy được ban đêm á. Một phòng ở đó chỉ đơn giản như thế này thôi. Thì ngày xưa như vậy là quá sang rồi. Quá sang rồi, chúng ta phải biết là cái thời thế kỷ thứ 5 mọi thứ còn thô sơ. Việt Nam mình còn làm bằng rơm, pha trộn với đất sét mà người ta làm bằng gạch nung như thế này thì phải nói là rất là sang trọng. Còn ở ngay cái cửa đây vào đó, chúng ta thấy là nó có cái ổ đó là để mà gài chốt á, đóng cửa để chìa khóa cho đó ha. Thì tương tự các phòng khác nó cũng giống như vậy. Đúng vậy đó. Thì cũng vậy, mà một cái rộng hơn là để đèn cày được thêm. Bê tông là mới làm thêm để chống cái tình trạng bị sạt lở và bị sập á. Bị tàn phá rồi, cho nên chúng ta không biết cái hình dạng nguyên thủy của nó như thế nào. Nó 2 tầng hay 3 tầng thì mình không có nắm được hết ha. Và cái mái của nó như thế nào, kiến trúc mặt bên ngoài như thế nào thì không ai nắm được, vì nó đã bị hư hao khá nhiều rồi đó. Thì đó là những cái giới hạn của lịch sử. Bây giờ chúng ta vào tham quan cái phòng của Ngài Huyền Trang nha. Ngài Huyền Trang đã từng có 6 năm
là sinh viên tại đây và 6 năm đã làm giáo sư của Đại học Đà Lạt. À, đây là phòng của ngài Quyền Trang đây. À, cái điểm đặc biệt ở trong phòng của ngài Quyền Trang đó là ở góc bên tay phải, ở góc bên tay phải từ bên ngoài nhìn vào đó ha, nó có một cái hang nhỏ, lẽ ra là nó cao hơn vì nó bị sạc đó, cho nên tấn cái xi măng chỗ này. Thì tương truyền rằng là ngài Quyền Trang á là thích ngồi thiền đang lặng đạo. Quý vị thử dùng cái kiến thức của mình coi, nhớ lại coi mình đã có đợt nào tới đây sống vài năm chưa, lục lại trong ký ức của con có không? Thầy lục hoài mà chưa thấy. Chắc lúc đó là và sinh viên dự thính thôi chứ chưa được chính thức vào học ở đây, chứ là lục hoài mà không thấy. Lục hoài thôi để cho thầy đó là cái phòng của ngài Quyền Trang không. Như vậy thì dù là một giáo sư của Đại học Lê Anh Đà nhưng mà phương tiện sinh hoạt cũng rất là đơn sơ, và đó là cái phong cách tu tập của tăng sĩ nói chung và của tu viện nói riêng. Do đó thì chúng ta thấy một số các anh nhân viên đang phụ để mà làm một số cái công trình nó đang bị sạt lở đó, đắp lại và đang tiến hành làm. Trước đây thì chúng ta lên cho nó được, nhưng mà cách khoảng 1.5 năm chúng ta đây đó, để đảm bảo được cái độ an toàn á, thì ta không cho lên để tham quan nữa, chúng ta chỉ tham quan bên dưới thôi. Chứ lên được bên trên đó thì quý vị sẽ thấy được cái bao quát của toàn bộ cái dãy mười mấy cái phòng học, được bao bọc bởi các cái tầng xá có hình là chữ ưng ha. Bây giờ chúng ta sẽ qua coi một cái hình thù của một tầng xá vừa kia mà học đường nha, để thấy được cái cấu trúc ở trong Đại học Đà Lạt này nó đều tương tự như thế. Trước mặt các quý vị và tôi đó, đó là cái bục của một cái giảng đường. Cái bục này là khá lớn quý vị ha. Giảng đường này tôi đoán là khoảng 600 m². Và trong Na Lăng Đà đó hiện tại khai quật được thì có 12 cái giảng đường như thế này. Thì bục giảng viên này đó được để dành cho người dạy học. Còn bên dưới đó nó là cái phòng học. Ở góc bên tay phải đó là có một cái giếng để dành cho sinh viên và giáo sư đó, ở tại phòng này là uống. Còn những cái bệ đá này đó là nó bị tàn phá, trước đây đó là cây cột quý vị để mà chống đỡ cái tầng nhà, nhưng mà bị tàn phá hết rồi. Còn các cái vạch đây đó thì nó bị đổ nát đó, chắc là các tượng trên nó đổ nát xuống, người ta mới tập trung lại chất đóng như thế này thôi. Chứ còn bên trong đó thì dĩ nhiên nó không có hình thù này, vì đây là phòng học mà. Còn ở bên tay phải của tôi đó, quý vị nhìn thấy nó có hai cái cửa đó, đó là cái nhà kho. Đó, nhà kho thì ta để chứa lương khô. Đó, vì tu sĩ của Na Lăng Đà đó thì vẫn theo cái truyền thống của Đức Phật là đi hành khất vào mỗi buổi sáng ha. Còn các sinh viên á, thì sẽ được nấu ở một cái vị trí bên ngoài, sau đó đem vào để phục vụ cho việc ăn uống. Còn cho bên trong này chúng ta thấy chủ yếu là cái giếng thôi. Đó là hai cái nhà kho. Bây giờ chúng ta phải thử bước qua. Trước đây đó mình lên trên đó được, lên trên đó mình sẽ nhìn thấy được một cảnh rất là bao quát về toàn bộ cái hệ thống của Na Lăng Đà. Nhưng mà 1.5 năm chưa là đây đó thì ta sợ cái này nó bị sạt lở, ta không cho lên nữa, nên điều rất là đáng tiếc. Ai đi sau năm 2015 á thì không có cơ hội để thấy được, còn trước đó thì vẫn có thể nhìn thấy bao quát bình thường. Thì nhìn chung tại khu vực này đó, nó đều có ba cái lớp di chỉ khảo cổ. Cổ nhất là thế kỷ thứ 5, kế đến là thế kỷ thứ 7, sau cùng là thế kỷ thứ 9, đó là cái lần trùng tu sau cùng, kéo dài cho đến thế kỷ thứ 12, cho đến lúc mà nó bị tàn phá bởi lực lượng Hồi giáo cực đoan. Thì trong một cái giảng đường á, ở đây là một cái phòng tiêu biểu, chúng ta nhìn thấy quý vị có một cái phòng thờ Phật, có phòng thờ Phật ở bên trong giảng đường. Thì ở phía trước cái phòng thờ Phật chúng ta thấy là có hai cái phiến đá. Đây phiến đá này gọi là phiến đá già quan ha. Thì vào lúc này nó bị hư nhiều rồi, chứ còn cái góc đầu của nó là nó có già quan tương phản ánh sáng. Thì vào những cái đêm mà trăng rằm đó, thì ánh trăng vằn vặc chiếu soi xuống là nó tương phản lên,
nó tạo cái ánh sáng dạ vào trong bàn thờ Phật ở trong cái phòng này để có thể nhìn thấy. Thì đó là cái cách mà người ta tạo ra cái ánh sáng thiên nhiên cho cái sinh hoạt tâm linh ở tại khu vực này. Thì đây là một cái phòng học. Còn dọc cái phòng học đó thì thấy các ông Ấn Độ đang đứng trên đó đó. Đó, thì đó là những cái phòng ở. Mỗi phòng ở nó có diện tích khoảng là 8 mét vuông vậy đó. Có khu vực á là hai người ở một phòng, có khu vực á là một người ở một phòng, và nó bọc theo cái hình chữ nhật gì luôn. Ví dụ cái giảng đường nó là hình chữ nhật, thì dọc theo cái hình chữ nhật này đó là những cái dãy phòng, mỗi một phòng là 8 mét vuông. Đó là cái cách thức mà Nalanda đã được thiết kế ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài cái vị trí cái tháp quan trọng nhất thời ngày Xá Lợi Phất, vì ngày Xá Lợi Phất là người dân cư ở tại Nalanda này. Cũng xin nói thêm đó, Nalanda ngoài là trường đại học đó, nó còn gắn kết với Đức Phật vào thế kỷ thứ 6 đấy, đại lịch. Đức Phật cũng đã từng đến Nalanda này. Thì lúc đó tại đây nó chỉ là một cái vườn xoài thôi, vườn xoài. Đức Phật cũng đã từng giảng một vài bài kinh tại đây. Thì kể từ khi ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên chính thức trở thành đệ tử của Đức Phật đó, thì Nalanda này nó có một cái vị trí quan trọng hơn ở trong lịch sử Phật giáo tại Ấn Độ. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra. Đường cũng là cái đường này hồi nãy chúng ta đi vào đó quý vị nha. Giờ chúng ta sẽ đi ra và sẽ nhìn thấy. Chúng ta sẽ đi ra và quan sát lại cái điều mà nãy chúng ta vừa đi tham quan hồi nãy đó ha. Để mình nhìn lại ở bên tay trái đó là dãy nhà tắm của đang là hoàn toàn không có nhà vệ sinh. Ở bên tay phải đó là những phế tích được chất đóng do sự tàn phá của Hồi giáo. Và đây là các phiến gạch nguyên thủy chứ không phải là gạch mới nha. Vậy là ngày xưa người ta có cái kỹ thuật làm rất tốt, đến độ đó cái sự tồn tại của chúng đó, rất là bền vững với thời gian. Ta chị Hảo. Anh Hảo, anh Hảo. Chào chị em. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái khu vực quan trọng nhất của Nalanda. Trước khi đi đến cái khu vực quan trọng nhất á, thì quý vị hãy nhìn thấy như thế này là đạo môn là nó chia làm hai giải. Một giải nó gọi là monastery ha, nó gồm có 11 cái cấu trúc. Thứ hai đó là temples, thì nó có đến 14 cái cấu trúc. Nó chia ra trái và phải. Hồi nãy là chúng ta đi phía bên tay phải tức là giải học đường ha, giải học đường mà có cư xá dành cho tăng đoàn cũng như là các sinh viên đại học. Lại vị trí này chúng ta sẽ thấy cái sự phân ranh đó giữa hai khu vực đó một cách đó rõ ràng hơn, quý vị sẽ nhìn thấy được rõ ràng hơn. Đó, ở tại vị trí này quý vị nhìn nha, thầy dục tự làm chủ nè. Ở bên tay trái của thầy dục tự tức là bên tay phải quý vị đó là giải học đường gồm luôn cả tăng xá ha. Và bên phía tay phải của thầy dục tự tức là bên trái quý vị đó là giải tu viện tức là gồm các chính điện. Như vậy thì sau cái giờ học vào những cái giờ thực tập á, thì tăng đoàn đó từ ở bên khu học đường Kim Băng Xá sẽ đi qua khoảng chừng vài chục mét để đến cái khu chánh điện để thực tập tâm linh mỗi ngày, nhờ đó phát triển đạo đức thừa định và trí tuệ. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái vị trí quan trọng nhất, đó là cái cấu trúc tháp tôn thờ trải qua những giai đoạn lịch sử khác nhau. Đó. Hiện nay thì đang trời đang bị ngược ánh sáng. Chúng ta sẽ qua bên cái mặt thuận sáng để nhìn thấy được cái cấu trúc này dễ hơn. Thì đây là cái vị trí quan trọng nhất mà vào thời Đức Phật đó, ngài đã đến đây đã thuyết giảng. Lúc đó đó là một cái vườn xoài thôi. Thì do cái điện tích đó đó, khi mà đạo Nalanda nào được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 thì tại đây người ta làm một cái chính điện, một cái chính điện để thờ Phật. Rồi khi mà ngài Xá Lợi Phất qua đời
vì ngài sanh tại Na Năng Đà và qua đời tại Na Năng Đà đó, thì lúc đó các vị tổ sư tản độ và dưới Na Năng Đà đó, người ta mới kỷ niệm, ta mới xây trên cái đền của cái chánh điện cổ đó đó một cái cấu trúc mới, đó là tháp thờ ngài Xá Lợi Phất. Cho nên bây giờ đó, giả thuyết các nhà nghiên cứu cho rằng đó, đây cũng là cái chánh điện và đây cũng là cái tháp thờ, và nó gắn liền với Đức Phật vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, và gắn liền với ngài Xá Lợi Phất từ thế kỷ thứ 5 Tây lịch trở đi. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vòng mặt sau để thấy được cái cấu trúc tháp rất là đẹp này nha. Thì đang lúc đi đó, các quý vị có thể ghi lại một vài clip video từ iPhone của mình, cũng như là một vài cái bức ảnh để kỷ niệm với các cái cảnh công trình kiến trúc của Đại học Đa Lăng Đà, vốn được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 Tây lịch. Bây giờ quý vị cứ tiếp tục đi nha, và chúng ta sẽ nhìn thấy, quý vị nhìn trái và phải để thấy được cái sự vĩ đại của toàn bộ cái công trình này. Ngày hôm qua khi mình ở tại Vesali đó, có nhiều cái cấu trúc tròn vào vuông mà các Phật tử hỏi đó là cái gì, thì xin thưa đó là những cái đế tháp bị Hồi giáo tàn phá. Thì ở đây chúng ta cũng thấy những cái đế tháp đó tương tự như thế, cấu trúc tròn, cấu trúc vuông, đường kính lớn, đường kính nhỏ, diện tích lớn, diện tích nhỏ, thể hiện các cái tháp khác nhau. Theo các nhà nghiên cứu đó, thì dọc theo xung quanh cái tháp quan trọng nhất của Đà Năng Đà đó, thì có những cái tháp nhỏ. Tháp nhỏ này đó thì thờ những bậc cao tăng, các bậc đại sư đã từng là hiệu trưởng, đã từng là lãnh đạo của Đại học Đa Năng Đà, đóng góp cho sự phát triển của nền triết học Phật giáo ở tại Ấn Độ. Vì trải qua nhiều thế kỷ và bị tàn phá, cho nên chúng ta không thể xác định được tháp nào là của bậc đạo sư nào, của đại sư nào. Chúng ta chỉ biết chung đây là khu vực dành cho các bậc là đại sư đã từng có đóng góp lớn về vấn đề giảng dạy truyền bá Phật pháp tại Đại học Đa Năng Đà, trong đó có thể có ngay cả một số đại sư có nguồn gốc ở nước ngoài. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi và quý vị sẽ nhìn thấy ha một cái quang cảnh bao quát hơn. Dọc theo khu vực này đó thì chúng ta thấy là cây bồ đề rất là đẹp ha. Thực ra bồ đề này nó không phải là một cây mà lớn như thế đâu quý vị, người ta chụm lại có thể là 6 cây 7 cây ở ngay chỗ một cái gốc á, cho nên nó chỉ trong vòng là 30 năm thôi. Đứng từ xa chúng ta sẽ thấy cây này có cái cấu trúc giống như một cái tán dù rất là to lớn, bóng mát rậm rạp, cây xanh đó là rất là ấn tượng. Nó được đó là chụm gốc lại từ nhiều cái cây khác nhau, tạo ra một cái ấn tượng rất là tốt đẹp. Bây giờ chúng ta đang ở tại mặt sau của tháp thờ ngài Xá Lợi Phất, một bậc đại sĩ rất nổi tiếng thời Đức Phật, được xem là tướng quân của chánh pháp hay là cánh tay phải của Đức Phật. Vì ngài Xá Lợi Phất được sanh ra ở Na Lăng Đà và qua đời ở Na Lăng Đà, cho nên là dân dân Na Lăng Đà hoặc ở Na Lăng Đà đó kỷ niệm ngài đó, người ta mới xây dựng cái tháp này trên cái nền của chánh điện cổ. Và ở vị trí này đó, chúng ta thấy bắt đầu ló dạng một cái tháp nó còn nguyên quý vị ha, còn nguyên được khoảng 80% cái cấu trúc nguyên dạng của nó. Và với vị trí này đó thì chúng ta sẽ thấy là những cái tháp tròn vuông lớn và nhỏ đó, nó đều có cái mỹ thuật na ná hoặc là tương tự. Bên ngoài có nhiều tầng lớp với cái kiến trúc rất là đặc sắc, có nhiều tượng Phật trong tư thế chuyển pháp luân, tư thế thiền định, tư thế xúc địa, được xem như là chủ nghĩa nhập thế của Đức Phật. Chúng ta thấy thiết kế rất là đẹp và ấn tượng quý vị. Thì đó là cái tháp mà tôi nói là còn nguyên được 70-80%. Tất cả hàng trăm các cái tháp
thờ các bậc đại sư vĩ đại ở trong Nalanda này, nếu mà còn nguyên vẹn thì cũng có cùng cái mỹ thuật và kiến trúc tương tự. Rất tiếc là Hồi giáo đó đã tàn phá những cái công trình di sản văn hóa của Phật giáo và của nhiều tôn giáo khác khi họ đã mở cái cuộc viễn chinh xâm lăng và biến các nước yếu của mình trở thành thuộc địa. Đang xem với cây bồ đề, bóng ngã mát rợp trời, màu sắc xanh trên bầu trời xanh, nền gạch đó màu nâu đỏ, tạo ra một cái không gian rất là hài hòa, như là một bức tranh rất đẹp và thiên nhiên, là nhìn thấy rất là ấn tượng ha. Thì xa xa có nhiều đoàn Phật giáo đang còn tụng kinh hoặc trải nghiệm thiền. Trước mặt chúng tôi đó là một cái đoàn Phật giáo Thái Lan đang ngồi tĩnh tọa thiền quán ở dưới những cội bồ đề đối diện với tháp Xá Lợi Phất trong đại học Nalanda. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua một cái khu vực để biết cái nhà biết của Nalanda như thế nào nha. Và bên cạnh đó đó, chúng ta cũng sẽ gián tiếp biết được về các cái phòng tăng xá mà ở khu vực ban đầu á, vì để tạo an toàn người ta không cho lên nữa, cho nên chúng ta sẽ không nhìn thấy hết. Ở khu vực này chúng ta sẽ thấy được mỗi cái phòng ở của tăng á, có khi nó là 6 mét vuông, có khi nó là 8 mét vuông cho một người ở hoặc là cho hai người ở. Vào thế kỷ thứ 5 mà những cái dãy học đường nó có diện tích là 600 đến 800 mét vuông, không có cột ở bên trong, chỉ có cột ở hệ thống bốn bức tường thôi. Chúng ta thấy là cái trình độ kỹ thuật của người Ấn Độ cổ và đó là rất là cao. Và đây là những cái khu vực tăng xá quý vị nhá. Đó là một dãy học đường, thì dọc theo dãy học đường hình là chỉ vực á, chúng ta thấy các cái phòng tăng xá ha, cái cửa hướng về cái dãy học đường, cái giảng đường. Để từ đó đó là mỗi buổi sáng đến giờ học đó là tăng xá là được mở cửa, tăng đoàn tuần tự bước ra và chỉ đi vài bước là tới cái phòng học. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái khu vực nhà bếp và cái giếng còn nguyên thủy của Nalanda. Theo mô tả của Ngài Huyền Trang đó, thì vào thế kỷ thứ 7 khi Ngài đến đây học đó, Nalanda có đến 10.000 sinh viên và 2.000 giáo sư. Như vậy là cứ một thầy dạy cho 5 sinh viên thôi. Thì nhờ bảo trợ của các nhà vua thì cái công trình giáo dục chất lượng đó mới có thể thành thụ được một cách mỹ mãn. Bây giờ chúng ta thấy nè, đây là cái dãy nhà bếp. Mỗi một bên nó gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, tức là 6 cái để mà chuẩn bếp ha. Ở phía đầu á thì nó có một cái cấu trúc để mà đưa nhiên liệu vào đó. Rồi nhiên liệu khi mà cháy đó, toàn bộ đây nó bích nè, thì lửa nó được thông qua một cái hệ thống thông thương giữa 6 cái bếp mỗi dãy này, nó tạo ra đó cái sự nấu chín cho các thực phẩm được nấu phục vụ cho tăng đoàn ở trong trong đợt Nalanda đã ăn ha. Thì đây là cái cấu trúc còn nguyên dạng ha. Còn trong Nalanda có bao nhiêu cái như thế này để phục vụ cho 10.000 sinh viên đó, thì cũng không ai biết hết được. Tại vì theo mô tả Ngài Huyền Trang á, chiều dài đó 15 cây số, bây giờ mới khai quật được 1,5 cây thôi, tức là mới được 10%. Chắc chắn là thời Ngài Huyền Trang đó, thì cái công trình này nó sẽ là vĩ đại lắm ha. Đây là cái giếng nước uống cũng là nguyên thủy, được làm theo cái dạng cấu trúc bát giác đó, vậy thấy không? Đó, đến bây giờ là vẫn còn nguyên đó, các cái phiến gạch đó. Nếu mà so ra đó thì tiến bộ hơn Việt Nam mình nhiều. Giếng nước ở Việt Nam mình là phần lớn là đâu có làm bát giác như thế này, cho nên sau thời gian nó bị sạt lở và nó bị đục nước đi. Còn đây ta làm bằng là gạch đỏ, mà đây là 15 thế kỷ rồi, quý vị thấy không? Vẫn còn nguyên ha. Rất là tốt, chịu lực tốt, kết cấu tốt. Nói tóm lại đó, đại học Nalanda đó là đỉnh cao trí tuệ của Phật giáo
làm cho đại học có mặt đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, đóng góp cho việc phục hưng và phát triển Phật giáo trong suốt từ thế kỷ thứ 5 cho đến 7 thế kỷ sau đó là thế kỷ thứ 12. Đến lúc đó, Hồi giáo tàn phá thì Đăng Lên Đà đó đã trở thành là phế tích thôi. Chứ nếu không đó, thì chúng ta còn có rất nhiều nhà quyền trang tương tự như nhà quyền trang của Trung Quốc để làm thịnh Phật giáo của các quốc gia mà các vị đó được sinh ra và được gắn bó với. Thì tham quan sông Na Lăng Đà, kính chúc cho Tôn Đức Tăng Ni và các quý Phật tử đó sức khỏe được dồi dào, và phải cam kết với chính mình đó về cái cơ hội sống an lạc hạnh phúc bằng trí tuệ của Phật để đạt được hai tuệ giác, đó là tuệ giải thoát và tâm giải thoát, cái là giải thoát tâm khỏi đau khổ niềm đau và chối buộc, và giải thoát đó thực hiện bằng trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.